Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến animation. Animation thì trong CSS, bản chất của animation nó là các thuộc tính CSS nó cung cấp cho chúng ta để chúng ta tạo ra được những chuyển động ở mức đơn giản. Phức tạp là khi mà chúng ta làm game, thì khi mà các bạn làm web ấy, thì các bạn chưa cần phải care quá nhiều đến những cái hiệu ứng nó phức tạp làm gì cả. Đấy là lời khuyên của anh. Bởi vì khi các bạn phát triển ứng dụng ấy, thì tính năng mới là cái quan trọng. Và một vài cái hiệu ứng nó phức tạp đẹp thì nó chưa phải là cái điểm lớn đối với một trang, được chưa? Đó. Thì cái thuộc tính CSS đầu tiên mà chúng ta muốn anh muốn nói đến ở đây đó chính là thuộc tính transition. Transition. Thằng transition này nó là cái nền tảng cho tất cả những cái animation ở trong CSS, được chưa? Và cái cách dùng của nó thì nó sẽ đơn giản như thế này. Với thằng transition này, thuộc tính nó gần giống với thuộc tính background ấy. Nó cũng có những cái cú pháp gọi là cú pháp ngắn gọn, thu gọn ấy, và cú pháp đầy đủ. Thì anh sẽ viết nó như thế này để các bạn có thể hiểu được. Thì đối với transition thì nó sẽ có một vài cái thuộc tính, đó là đầu tiên là property. Property này nó là cái gì? Thì lát nữa anh sẽ demo. Rồi, đến duration. Duration này là cái thời gian mà cái hiệu ứng đấy chạy ấy. Được chưa? Cái animation đấy chạy. Còn cái timing function này là một cái kiểu của animation. Được chưa? Và cuối cùng nó sẽ là delay. Sau bao lâu thì bắt đầu chạy. Đây là sau bao lâu thì bắt đầu cái animation đấy chạy, được chưa? Đây là cái cú pháp gọi là ngắn gọn. Short syntax. Syntax. Đây, được chưa? Cú pháp ngắn gọn của nó là như vậy. Lát nữa anh sẽ giải thích vào từng cái. Và cái thứ hai nữa đó là nếu mà các bạn viết gọi là chi tiết ấy, full syntax, thì nó sẽ như thế nào? Thì nó sẽ có là transition. Anh sẽ để tiếng Anh như thế. Transition. Đó, transition property. Đó, nó sẽ như vậy. Được chưa? Thì property ở đây là gì? Nó chính là cái thuộc tính CSS các bạn nhé. CSS. Attribute name ấy. Đó, được chưa? Rồi đến transition gì nữa, transition là duration, thì cái duration này chính là time thôi, thì đơn vị của nó là giây, được chưa các bạn, chấm time, đơn vị sẽ là second, được chưa, ok chưa các bạn. Rồi cái nữa đó là gì, cái timing function thì nó sẽ là như thế này, transition timing function, nó là các kiểu gọi là animation time. Có lẽ là anh sẽ để như thế này thôi. Thì lát nữa anh sẽ giải thích thêm. Và delay có nghĩa là sau khi mà chúng ta start ấy, thì bao lâu thì cái transition đấy nó sẽ chạy. Được chưa? Nó sẽ bắt đầu chạy. Thì nó cũng đơn vị cũng sẽ là time. Được chưa? Thì cái time này nó giống như kiểu là các bạn sử dụng thuộc tính border ấy. Thì có border time ấy. Solid. Dotted. Rồi dotted cái gì đấy anh không nhớ nữa, nhưng mà có đâu đó khoảng 7 đến 8 cái tag, thì cái này nó cũng sẽ tương tự. Thì anh sẽ liệt kê ra đây animation tag của thằng timing này, nó sẽ có một vài cái tag như là cái easing này, cái liner, cái gì nữa nhỉ, easy in thì sẽ có out. Đó, đại loại như vậy, được chưa? Vân vân. Nó hoạt động như thế nào thì anh sẽ demo cho các bạn để các bạn có thể hiểu được thằng transition này nó hoạt động như thế nào. Bây giờ anh có một cái content như thế này, nó cũng sẽ để thôi. Ví dụ ở đây anh để một cái gọi là exam transition 1.html. Đó, anh tạo ra một trang như thế này.
được chưa? Transition CSS được chưa các bạn? Giả sử anh có một cái content là A href như thế này. Được nào, giả sử như vậy. Và anh định nghĩa ra một cái style như thế này. Ok chưa? Thẻ A của anh sẽ có những cái thuộc tính, ví dụ như là font size anh để khoảng 1.5 rem chẳng hạn. Text decoration none, lại bỏ gạch chân. Chưa? Color anh để ví dụ như là màu đen đi. Đó. Được chưa các bạn? Rồi anh sẽ để cái gì? Anh sẽ để cho nó một cái là gì nhỉ? Thôi tạm thời như vậy đã, chạy lên đi. Đây thì các bạn sẽ thấy anh có một cái text như này, ví dụ anh muốn hover vào, anh đổi chữ sang array a hover. Đó, color của nó sẽ có màu gì? Array. Đó, ok chưa? Được chưa các bạn? Thì bây giờ anh sẽ làm gì với nó? Anh sẽ làm gì với nó đây? Thì ở đây anh sẽ xử lý là khi anh muốn hover vào thì các bạn sẽ thấy là phông chữ nó đổi ngay. Phông chữ nó sẽ đổi ngay lập tức. Cái màu chữ ấy, nó sẽ đổi ngay lập tức. Đó. Thì anh muốn là khi hover vào anh sẽ chưa đổi chữ ngay mà anh sẽ đổi nó chậm chậm thôi. Đó, thì anh sẽ dùng như thế nào? Thì anh sẽ dùng như thế này. Thì đây, anh sẽ đặt một cái transition. Transition. Đó, được chưa? Transition ở đây anh để thuộc tính ví dụ như là color. Đó, được chưa? Có nghĩa là anh sẽ tạo cái hiệu ứng cho thằng transition. Được chưa các bạn? Rồi anh để sau khoảng 1 giây đi. 1 giây. Được chưa? Thì anh mới thay đổi color. Đó. Tức là đối với cái thuộc tính transition này, khi mà chúng ta viết thì chúng ta không cần phải viết đầy đủ tất cả các thuộc tính này, các giá trị của thuộc tính transition. Các bạn chỉ viết 1-2 cái thôi cũng được. Ok chưa? Được chưa? Hoặc là viết đầy đủ cũng không sao, giống như thuộc tính background ấy. Đây. Thì khi anh đưa chuột vào này, các bạn nhìn thấy có sự khác biệt không? Đó, đó mình nhìn thấy chưa? Thì nó sẽ bị delay thay vì nó thay đổi ngay lập tức như thế này. Đó, để các bạn hiểu về thằng transition nhé. Thay vì nó thay đổi ngay lập tức như thế này. Đó. Thì bây giờ nó sẽ thay đổi sau 1 giây cơ, có nghĩa là sẽ chậm hơn. Rút lại trang. Đó. Bỏ chuột ra này. Đó. Đó, được chưa? Khoảng 1 giây. Nếu mà để khoảng 3 giây thì các bạn sẽ thấy, 4 giây thì các bạn sẽ thấy nó sẽ lâu hơn rất nhiều. Đó, ok chưa? Rồi, còn cái này sẽ là gì? Anh thêm một cái nữa, ví dụ như 1 giây này. Sau 1 giây nữa mới đổi này, được chưa? Và anh thêm cái kiểu ví dụ easy in, gọi là cái kiểu hiển thị của nó, thì các bạn nhìn nó sẽ không có khác nhau quá nhiều đâu. Và cái tiếp theo đó là cái delay, có nghĩa là nó mất bao lâu để bắt đầu chạy. Ví dụ anh thể 5 giây sau nó mới bắt đầu thay đổi màu. Đây. 1, 2, 3, 4, 5. Thì nó mới bắt đầu thay đổi cái màu của cái thẻ này. Đó, thấy chưa? Có nghĩa là từ khi chúng ta tác động đưa chuột vào cái thẻ này này. Đây này. Thì 5 giây sau nó mới bắt đầu thay đổi color, và cái việc thay đổi nó chỉ diễn ra trong vòng 1 giây thôi, là color nó sẽ chuyển hết về màu orange. Các bạn hiểu ý anh không? Đó, và lúc mà chúng ta bỏ chuột ra thì cũng mất 5 giây sau, có nghĩa là delay ấy. Mất 5 giây sau thì nó mới sẽ chuyển, bắt đầu thực hiện công việc chuyển màu. Và cái việc chuyển đấy nó sẽ mất 1 giây để chuyển từ màu đen sang màu màu cam sang màu đen như này. Đó, sau khi đủ 5 giây. Đó, kiểu như vậy. Các bạn hiểu chưa? Rồi, thì đấy là ý nghĩa của nó. Được chưa các bạn? Có ai có câu hỏi gì không? Lớp mình có câu hỏi gì không? Thì ở đây các bạn hoàn toàn có thể viết. Các bạn hoàn toàn có thể viết như thế này nhé. Các bạn hoàn toàn có thể viết nó theo dạng gọi là full cú pháp ấy. Thì nó sẽ là transition. Transition property ở đây sẽ là color. Được chưa? Rồi transition
duration, ví dụ anh để khoảng 1 giây đó, và transition timing, transition function timing như thế này. Ví dụ chúng ta sẽ để là easy như thế này đó. Đây thì nó cũng tương tự các bạn nhé. Đây. Đó được chưa? Đó, ok. Thì đấy là cái thuộc tính đầu tiên. Thì khi mà các bạn ví dụ ở đây nếu chúng ta có thuộc tính background, tại vì cái này nó sẽ có một cái cây như thế này nữa. Nếu mà chúng ta có một thuộc tính gọi là background sẽ bằng orange chẳng hạn. Đây, giả sử như vậy. Đây, được chưa? Khi mà anh đưa chuột vào thì hover chuột vào thì anh muốn thay đổi background của nó thành red. Thì các bạn nhìn thấy này, nó sẽ có sự khác biệt này. Chúng ta chỉ đang quy định transition cho cái gì? Chúng ta chỉ quy định transition cho cái thuộc tính color thôi. Được chưa các bạn? Cho thuộc tính color thôi. Chính vì vậy khi chúng ta hover chuột vào thì ngay lập tức cái background nó thay đổi màu. Nhưng chữ của nó thì phải mất 1 giây. Đó. Được chưa? Anh để chữ màu trắng đi để nhìn cho nó dễ. Và anh để cái time này nó lâu hơn một chút, mất 2 giây mới chuyển sang màu trắng. Đây. Trong khi đó cái màu nó chuyển luôn. Đó. Các bạn thấy chưa? Vậy thì chúng ta muốn là khi mà chúng ta hover chuột vào ấy, thì chúng ta muốn là cả thuộc tính color và cả thuộc tính background nó thay đổi theo đúng cái duration time này. Đó, thì chúng ta sẽ thay đổi như thế nào? Thì thay vì chúng ta chỉ định thuộc tính ở đây là color thì chúng ta sẽ đặt là on như thế này. Được chưa? Chạy lên. Đây, thì các bạn thấy là lúc này cả màu chữ và background nó sẽ thay đổi cùng nhịp với nhau. Đó. Đó. Các mình hiểu chứ? Rồi. Được chưa? Được chưa các bạn? Rồi, tiếp theo anh sẽ nói đến một cái khái niệm nữa, đó là transform. Animation này. 1.3.1 thì chúng ta sẽ nói về cái transition. Anh nốt vào đây để khi gửi các bạn xem nó cũng khó. Thì cái tiếp theo anh muốn nói đến, mình giới thiệu cho các bạn, đó là transform. .2.1, cái này sẽ là .2. Transform các bạn đã nghe đến nó chưa? Anh nghĩ là các bạn đã làm việc với nó nhiều rồi đấy. Nó dùng để làm gì các bạn? Những bạn đã sử dụng nó rồi. Nó dùng để làm gì? Thì transform nó sẽ có một vài cái thuộc tính như thế này. Đúng rồi. Thường các bạn hay nghĩ đến và hay nhìn thấy demo liên quan đến zoom ảnh đúng không? Thì bản chất của nó là giúp cho chúng ta thay đổi cái hình, gọi là gì nhỉ? Kích thước, hình dạng của cái đối tượng. Thì cụ thể như thế này, anh sẽ các bạn nói đến ảnh thì anh sẽ dùng luôn ảnh đi. Đây. Anh sẽ lấy một cái ảnh nhá. Đây rồi, so nice. Đúng quá nhỉ. Rồi, ok. Anh sẽ có một cái ở đây gọi là, rồi. Anh sẽ tạo ra một cái file, đó là exam liên quan đến transform. Transform.html. Được chưa? Rồi. Trong đây anh sẽ nhúng vào là một cái ảnh. src sẽ bằng img trỏ đến nice.jpg. Anh sẽ chạy thử nó lên đã nhé. Transform. Rồi, chúng ta sẽ chạy thử nó lên.
Rồi, ok. Nó sẽ như thế này. Anh sẽ đưa nó ra giữa đi. Body align center. Đó. Và line 2 100%. Rồi, tạm thời như vậy. Rồi, ok. Được chưa bạn? Thì trước khi nói đến ví anh demo ví dụ này thì anh sẽ liệt kê ra một vài cái thuộc tính mà thằng transform này nó sẽ có. Được chưa? Thì nó sẽ có những cái giá trị gì? Thì nó sẽ có một cái là scale, có lẽ là các bạn nhớ nhất là cái này. Thì giá trị của nó truyền vào là một con số number, tức là cái độ khuếch đại của cái đối tượng ban đầu, khuếch đại so với cái đối tượng ban đầu ấy, nó là bao nhiêu. Đó thì đơn vị chuẩn của nó sẽ là 1 các bạn nhé. Đó, ví dụ scale nếu các bạn để 1.5 có nghĩa là nó hơn 0.5 lần đấy, hơn 0.5, được chưa? Và cái thứ hai nữa, nó có một cái thuộc tính đó là rotate như thế này. Rotate này thì đơn vị của cái này, rotate này nó sẽ là đơn vị là, tức là nó xoay theo bao nhiêu độ ấy. Được chưa? Được chưa các bạn? Thì ở đây anh có một cái ví dụ, đơn vị của nó sẽ là độ như thế này. Được chưa? Number. Và ở đây ví dụ anh có một cái rotate. Rotate ví dụ như đây. Transform rotate. Được chưa? Ví dụ là -90. Giả sử như vậy, có lẽ là anh demo luôn để các bạn hiểu hơn. Được chưa? Thì ở đây anh sẽ xử lý như sau. Ví dụ đối với cái trường hợp này, khi mà anh quy định đối với cái img của anh, anh nhắm nó vào trong thẻ A đi. Ui, thằng này nó ngon quá, đâm lại cảm thấy không ngon nữa rồi. Hiện tại thì anh đang sử dụng hai cái công cụ viết code, đấy là PPStorm và cái này. Đây, được chưa? Ví dụ anh thi A này, nhưng mà giờ ví dụ anh để quit default là như vậy rồi, nhưng mà anh sẽ quy định cái này A hover. Thì khi hover vào thẻ A thì anh cái ảnh của nó sẽ như thế này. Giả sử anh sẽ để transform như thế này, đó là scale lên khoảng 1.5. đó, thì các bạn nhìn nhá, đó các bạn sẽ thấy nó làm sao, nó khá là giật cục đúng không? Margin tốt khoảng 50 pixel đây. Đây các bạn sẽ thấy là nó sẽ scale lên khoảng 1.5 lần mà, nên là nó sẽ 1.3 lần đi, nó sẽ zoom và nó giật như này, giống như chúng ta hover và đổi màu ấy. Mà chúng ta muốn cái này nó mềm mại hơn thì chúng ta lại phải kết hợp với cái gì các bạn? Chúng ta sẽ phải kết hợp nó với transition đúng không? Thì chúng ta sẽ phải kết hợp riêng đối với thằng transition của thằng img này, chúng ta sẽ để nó như thế này, chúng ta sẽ chuyển ví dụ như khoảng nửa giây sau thôi thì nó mới đổi màu, thì nó mới zoom lên đó, thì xuống nó cũng sẽ chậm như thế này, khoảng 3 giây đó. Thì khi các bạn làm ảnh sản phẩm ấy, thì các bạn cũng thường xử lý cái phần ảnh nó như thế này đó, được chưa? Thì đây cũng là một cái dạng. Thì các bạn thấy là transition đây chúng ta chỉ chuyển vào mỗi time thôi, duration time, được chưa? Thì đối với transform nó còn khá là nhiều thuộc tính khác nữa. Ví dụ cái mà anh vừa nói với các bạn ấy, đó là bẻ góc này này, rotate khoảng 90% này. Đây, giả sử như vậy, zoom lên và bị rotate chẳng hạn như vậy. Đây, như thế này, 90 độ chẳng hạn như vậy. Thì đây cũng là một cái dạng đó, được chưa? Thì chúng ta trừ ví dụ trừ khoảng 10 đi, trừ 10 đó, thì nó âm thì nó sẽ bị lệch như thế này.
Đó. Được chưa? Các bạn hiểu chưa? Ngoài ra nó có một cái thuộc tính cũng khá là hay, cái này thì nó hơi 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 dài một tí, đó là translate. Translate. Ồ, cũng hết giờ rồi. Thì anh sẽ nói nốt thằng này thôi. Translate và translate 3D cơ. Thì bản chất của nó kéo theo các chiều x, y, z. Thì translate này nó có translate y, translate x và translate 3D như thế này. Thì bản thân thằng 3D này này thì nó bao gồm có 3 chiều x, y, z. Ví dụ anh để là 10 pixel này. Đó, 0,20 pixel. 5 pixel chẳng hạn. Đây, ví dụ anh để như thế này. Thì các bạn sẽ thấy là cái đối tượng nó sẽ bị bẻ ngoặt theo cái translate 3D này. Đây, anh thử nhé. Đó, nó sẽ bị nó kiểu tạo ra được cái đủ bóng á. Nếu mà anh translate y này 10 pixel cho nó hơi nhỏ thì các bạn sẽ thấy nó không thay đổi nhiều. Đây. Đó. Translate z nữa. 40 10 giả sử như vậy. Đây, thay đổi theo chiều dọc. Đó, còn nếu mà là x chứ, sorry. X thì nó sẽ thay đổi theo chiều ngang như thế này. Đó, kiểu kiểu như vậy. Ok chưa? Rồi, chắc là chúng ta sẽ dừng buổi hôm nay ở đây các bạn nhé. Thì phần transition này nó sẽ còn một vài cái điểm, đó là iframe nữa thì anh sẽ giới thiệu sau.